Gia Thì đình một chúng anh tôi may Phạm Lực mắn. bị đối tượng xấu Như là là nó biết phóng là hỏa và thiêu. Thì anh Phạm Lực đã không may là qua khỏi rồi. Còn chị tôi vợ thì đang cấp cứu tại đang bệnh viện biết Chợ Giấy. Thì Hồng Hùng có đăng tải những video trước và kêu gọi toàn thể cô chú anh chị đã quyên góp ủng hộ giúp đỡ cho cái hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn thế này. Thì Hùng cũng nhận được sự giúp đỡ của chị Jae Jong Min sống tại Hàn Quốc. Chị ủng hộ số tiền là 3.140.000. Và một anh ở Nguyễn Văn Lưu ở Long Điền, Bà Rịa, Vũng Tàu. Huy Hùng xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hiện tại Huy Hùng đang có mặt tại thôn 6, xã Nam Chính, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận để thăm cái gia đình của nhà anh Phạm Lực bị đối tượng xấu khóa cửa ngoài, đổ xăng và thiêu cả gia đình khi hai vợ chồng đang ngủ. Thì dạ, kính chào cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay công Trần cùng với Huy Hùng đi xuống Đức Linh, Bình Thuận các bạn để thăm tiếp tục thăm gia đình của hai vợ chồng của một em bị một người người ta đốt cháy trong phòng trọ các bạn. Thì hiện nay người chồng, người ba của các bé này hiện nay đã tử vong rồi các bạn. Thì còn hiện nay còn mẹ của các bé thì đang nằm trong bệnh viện Chợ Giấy đang điều trị những vết thương. Thì hiện nay công Trần đã đến đây để cùng trò chuyện với gia đình của ba mẹ của nạn nhân và cùng các bé cùng toàn thể gia đình. Tiếp theo đây thì trao những phần quà của các tấm lòng hảo tâm các bạn. Thì hôm nay công Trần tiếp tục ở đến đây để trò chuyện. Kính mời quý vị các bạn theo dõi chương trình. Con chào chú. Dạ. Yeah. Luôn. Thì ai ai nói cũng được. Hôm nay anh xuống đây để nói chuyện với cùng mấy em, với cùng với ba mẹ cùng toàn thể gia đình mình. Thì hiện nay thì anh trai em là ba của các bé thì đã gọi là mọi việc hiện nay đã xong hết rồi, nó xong hết rồi. Hiện nay thì anh cũng xuống đây để anh gửi lên một ít tiền của các mạnh thường quân và thăm gia đình mình. Thế còn mẹ của các bé thì hiện nay tình trạng sức khỏe sao? Vậy hiện nay ai là người chăm sóc cho mẹ? Chị dâu ở bên ngoài. Thì hiện nay hai bé là trước mắt ở bên hai gia đình chăm sóc. Một bé lớn thì bên nội giữ, bé nhỏ bên ngoại giữ. Vậy là mẹ một bé hiện nay có sức khỏe rất yếu thì hai bé thì bây giờ do hai gia đình nhà chăm sóc. Ở trong thời gian sắp tới thì em thấy những cái công việc như thế này em thấy con liệu có khó không? Dạ. Trong cái thời gian tới phải chăm sóc hai bé này còn rất nhỏ thì em thấy cái công việc như vậy có thấy khó khăn không ạ? Dạ, khó khăn chứ bây giờ ông bà nội nội già hết rồi. Giờ đi làm cũng không nổi nữa. Giờ cháu còn nhỏ, phần đường trước mắt của cháu nó rất là dài. Dạ, cũng nhờ có mạnh thường quân hỗ tâm giúp đỡ dùm cho hai cháu. Giờ hai cháu cũng chưa có biết gì hết. Dạ, có người đang học sau này nữa, rất là nhiều. Hiện nay cái cơ quan công an điều tra thì người ta có cái gì trả lời cho gia đình chưa? Dạ, chưa, chờ khi nào có thông báo thì bên phía công an sẽ điện về nhà. Nhà họ cũng đang điều tra. Còn hiện nay đang cũng đang giam giữ Trần Hiếu là. Còn là Trần Hiếu là thủ phạm đúng không? Dạ, thủ phạm. Bây giờ công an đang điều tra xác minh xem là trong cái vụ án này là có mấy người dạ, mấy. Dạ, để họ cũng còn đang nghi ngờ có đồng phạm á, camera tiếp xúc đủ đủ em người đó họ cũng hay kêu lên là hỏi có là người ta tình nghi như vậy nhưng mà chưa biết là chính xác là bao nhiêu người nhưng mà giờ đồng phạm là hai người từ trong camera đó là có hai người này. Thì theo như camera quan sát đấy là thì thực tế là có hai người dạ. Nhưng mà một người thì bây giờ nhận tội là Hiếu rồi còn một người nữa thì chưa biết là ai đúng không em? Dạ. Bây giờ Hiếu tự nhận tội một mình. Hiếu tự nhận tội. Dù rằng có nhận một tội một mình đi chăng nữa nhưng sau này cơ quan điều tra người xác minh rõ thì cũng không thể nhận một mình được dạ. Đúng không? Bởi vì cái này sau này người ta trích xuất người ta điều tra cụ thể. Dạ cũng mong là nhanh nhanh tí. Hiện nay gia đình nhà Hiếu thì vẫn đến đây chăm sóc mà có đến đây thăm hỏi gia đình mình từ hôm đó nhỉ mày? Dạ không ạ. Hiện nay không tới thì có mẹ ở ngoài Quảng về. Ừ.
là không có liên quan trong thành phố, có anh chị trong đó thành phố ra nhưng mà ở xa, chứ không ở trong cái nhà khu, trong cái nhà trọ đó. Là có đến không? Dạ. Còn là từ hôm nọ nên là không đến. Ở trong cái câu chuyện này thì em có hiểu rõ cái tại sao xích mích đồ đuôi câu chuyện như nào em có biết không? Không, từ hồi đó giờ anh em là cái tính rất là khó ở lưỡi, không có quan trọng tiền bạc gì hết, ai làm nấy ăn à, tại biết tiền cái gì đâu chứ anh không có dài nhá, có chị dâu thì có tính chỉ anh nói nhưng mà chị cũng sợ anh chồng á, anh của em đó nên là cũng bỏ qua hết nha, nghe biết đó người ta làm nhưng mà bỏ qua, em nghĩ là không có xích mích gì đâu. Chắc là nghe cạnh tranh buôn bán đây, chúng chị anh nó lấy lại một bằng á, anh hiếu á, là ganh ghét sao không cho bán anh phá luôn á. Còn em cái dưới nữa. Hiện nay này hai cái bé này hiện nay có biết ba mẹ của mình hiện tình trạng sao không em? Dạ không ạ. Bé còn nhỏ quá. Bé này tên gì vậy? Bé này con tên gì con? Tấn Lộc à? Tấn Lộc. Bé nhỏ tên gì? Tấn Phong. Ba con đâu con? Ba đâu mẹ đâu? Ba đâu? Ba đi đâu? Ba con đi đâu? Ủa con đi, chị đi chú bác luôn á. Ba đâu? Mà như ở nhà mình hỏi thì cháu trả lời thế nào? Chết rồi. Biết mẹ. Biết rồi. Ba con đâu con? Ừ. Ba con biết. Dạ. Còn bé nhỏ kia thì chắc cũng chưa biết gì. Ba nó mắc là nào tính nó đổi nó không lắm. À. Thay đổi tính nết luôn hả? Dạ. Kiểu bị sốc. Cũng có thể nó biết. Ba nó vào là một tính khác luôn. Dạ. Nó ba so mình giờ con biết. Một hôm nó hiền ha. Hôm nó hiền khô nó nhát lắm. Thế nên nó hung lắm. Chỉ như nó úp ức ở trong người nó sao nó bọc ra nó hung lắm. À, ai gì mấy đứa em này là mèo. Còn nít này là vẫn có cái mụ của nó. Còn bên này là bà ngoại. Dạ. Bà ngoại của hai cháu nhỏ. Thì từ bữa giờ bà cái tình hình của chị ở trên đó thì bây giờ ai đang chăm sóc cái con gái của cô với lại hai mẹ của hai đứa nhỏ này không? Bà chị dâu. Cô có hay thường xuyên gọi điện liên lạc với con gái của cô? Thì tình hình hiện tại chị như thế nào rồi cô? Sức khỏe như thế nào? Chị bây giờ là đương sốt miết. Sốt miết? Từ hôm qua nó là... Ê, ủi ướt hết quả luôn rồi. Từ hôm qua nó là sốt miết không? Em uống được chứ con. Dạ. Yeah. Má là bị nghe lạ. Đừng thở đi. Sốt con lắm mà. Đây, thở thở thôi. Rồi bác sĩ có chia sẻ cái tình hình sức khỏe như thế nào không? Dạ rồi, có con cô chị giao đó, nhỏ đó, bác sĩ nó là do có vết thương nó đau quá đó. Dạ. Nó đau nhức quá nó lên sốt. Dạ. Thì nó vậy chứ cũng không có gì. Cũng không có gì. Nó nghiêm trọng. Nói chung là vẫn đang ổn. Dạ. Thì cái người con gái của cô mà bị nạn đó là mẹ của hai cháu nhỏ này là người con thứ mấy trong gia đình cô? Con ba mà. Con thứ ba. Dạ. Chú bây giờ cháu nhỏ này nó đang ở với cô không? Rồi từ trước giờ đã ở với cô hay là từ hôm bố mẹ bị mới về ở với cô? Hồi trước giờ nó ở với cô rồi. Dạ. Rồi từ bữa giờ cô có thấy cháu nhỏ này là tên gì nhỉ? Quên mất rồi. Ở Tấn Phong. Nó có thay đổi gì không? Không. Chưa biết gì. Dạ. Đang chưa biết gì hết. Dạ. Thì bây giờ anh sẽ đọc cái số tiền của các mạnh thường quân nha, nghe gửi trao cho em. Em lo cho các bé. Đầu tiên là một bé, một em gái Việt kiều Úc 500.000. Và chị Minh Lê Ngọc Dương 500.000. Và một chị Hà Nội là 1.000.000. Và một chị Minh Mai là 1.000.000. Và một chị và một cô, đây là cô Hằng Thị Cang 200.000. Và Phạm Thanh Hiếu 200.000. Và
Vân Nguyễn Sài Gòn 100.000. Còn đây là em Đặng, em Đăng, em Đặng gì đó, Long Điền 2 triệu đồng. Và Hà Kim Thanh 200.000. Và Nguyễn Thị Ngân, giáo viên ở Thái Bình là 200.000. Và một chị Mê Phượt, tên đây là tên Mê Phượt là 200.000. Tổng cộng đây là bằng 6.100.000. Anh trao cho em những số tiền của Mạnh Thường Quân. Em thay mặt cho ba mẹ bé với hai cháu cảm ơn Mạnh Thường Quân nhà một tâm hai anh nữa. Cũng thấy không uống rồi có treo nước đài bỏ vô trong. Đây anh gửi cho em số tiền là 6.100.000, em đếm lại dùm anh. Dạ. Em đếm lại dùm anh không, nhiều khi nó mất công người ta đếm lại đi em, nhiều khi người ta không có thấy tiền nhầm lẫn. Con để nó chuyện con mà chạp em phải cho con là 6.100.000 ha. Rồi thì anh cũng hy vọng cái số tiền nhỏ bé của tất cả cô chú quân những người làm mũi để gia đình mình cố gắng để thêm thắt vào để còn lo cho mẹ và bé mà lo cho các bé trong thời gian sắp tới. Anh thay mặt gia đình chị cô gì cho hai cháu. Rồi gia đình cố gắng trong thời gian sắp tới còn rất nhiều khó khăn. Thôi có lẽ là đây. Hôm nay Huy Hùng cùng anh Công Trần cũng đi xuống đây thăm cái hoàn cảnh gia đình của anh Phạm Lực bị đối tượng xấu là phóng hỏa và thiêu. Thì anh Phạm Lực đã không may là qua khỏi rồi. Còn chị vợ thì đang cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy. Thì Huy Hùng có đăng tải những video trước và kêu gọi toàn thể cô chú anh chị đã quyên góp ủng hộ giúp đỡ cho cái hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn thế này. Thì Hùng cũng nhận được sự giúp đỡ của chị Jae Jong Min sống tại Hàn Quốc. Chị ủng hộ số tiền là 3.140.000 và một anh ở Nguyễn Văn Lưu ở Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu triệu là tổng cộng là 4.140.000. Em đếm lại giùm anh. $4.140.000 đủ cho em. Yeah. Rồi, thì hôm nay em ngồi xuống đi. Hôm nay Huy Hùng cùng anh Công Trần đến đây thăm lại cái hoàn cảnh đặc biệt là khó khăn của gia đình anh Phạm Lực và người vợ đang cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy, để lại hai người con thơ còn rất là nhỏ. Thì Huy Hùng cũng cảm ơn. À, em có lời nào muốn gửi đến Mạnh Thường Quân không em? Yeah, em là em gái anh Phạm Lực, em thay mặt cho vợ chồng anh trai em với lại hai cháu. Lời cảm ơn chân thành nhất tới các Mạnh Thường Quân nhà Mẫu Tâm đã giúp đỡ cho gia đình ảnh lúc hoàn cảnh khó khăn nhất rồi. Rồi thì Huy Hùng cũng xin cảm ơn toàn thể cô chú anh chị và các bạn đã ủng hộ và đồng hành cái lời kêu gọi của Huy Hùng đến giúp đỡ cho gia đình nhà anh Phạm Lực này. Huy Hùng xin cảm ơn anh chị cô chú rất là nhiều, xin chúc toàn thể mọi người luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an cho cuộc sống. Hôm nay đến cũng trao số tiền, cũng mong gia đình của mình cũng cố gắng vượt qua cái khó khăn này, vượt qua cái khó khăn hoạn nạn này, nuôi các cháu ăn học thành người. Thì anh cũng xin chào và hẹn gặp lại gia đình mình ở những dịp khác. Huy Hùng xin cảm ơn. Dạ. Xin chào toàn thể quý vị và các bạn và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Bảo quả vô bộ Phật Nam Mô Bảo Liên Hoa Thiên Đồ Bà.
tôi chưa tin trai ta thôi kiên chưa quần